cần một chuyển đồng nữa các. Màu đen bóng lớn lên xe tải thôi, múc đất lên xe tải nào, múc bùn lên xe tải nào, en ok xe cần cẩu đã kéo xe tải lên xe container rồi. Wow. Ủi cái bùn xuống dưới thôi, ủi bùn lên xe tải này thôi. Ừ. Đẩy vô đi, cho nó ủi. Dạ. Dạ, dạ. Ok. Ba xe máy mất mất nữa. Kẹt rồi.
nó làm y chang như cái gì có bẹp rồi nghe cái tiếng y chang cái gì rớt cái bột một cái. Bột nó nhảy xuống nước hết rồi. Để mày quay. Okay. Buồn lún quá. Con này dọc theo đường. Ồ, xe nó xúc ngầu luôn ấy. Yeah. Ủa nhưng mà chạy cho mấy. Wow. Okay. Màu trắng. Yes. Okay. Bum. Đi bình lún qua đi để xe này kéo xe tải. Đây nhí. Okay, đi thôi. Sao kéo được? Kéo được. Ôi. Thuộc khách buồn rồi. Lên, tuột hết buồn rồi. Bố. Xong. Được rồi. Buồn rồi. Giờ tới xe này. Bíp. Xe mất buồn. Cho lên xe tải thôi. Ủa? Xe nóng ra. Wow, nó cường. Hồi nãy con đẩy bùng qua nó cường quá đi. Cường sao mà cường. Bùn 100% đấy.
bánh bùn không? Làm bánh bùn không? À, bánh bùn có bùn đâu có ăn được đâu. Làm bánh bùn ăn nhé. À, bùn có ăn được đâu mình nói rồi không nghe hả? Được rồi, xe này đi xuống chở tiếp. Tại vì xe này mới tụt hết bùn ha. Xe chở bùn đi đâu đấy? Xe tải chở bùn đi đâu đấy? Xe tải đổ thêm bùn. Nó mới bị đổ bùn mất tiêu hết rồi. Bây giờ chở bùn để làm gì đây? Chở bùn để chơi. Đi chơi. Xe này chở bùn đi chơi thôi nào. Hay là đổ vô xe chở lá cho chở cho đủ nè. Xe này to quá đi bự chán luôn. Đổ vô cái thùng bự của nó. Dạ, xong. Ok. Có thể đổ xíu luôn. Đổ bụp bụp bụp.